Hồn bướm mơ tiên, chương 7. Sáng hôm sau, cảnh chùa Long Giáng trở lại yên lặng như mọi ngày thường vì việc đàn chay đã kết liễu. Mãi hơn 7 giờ, Ngọc mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy ngổn ngang các án thư bỏ lỏng chỏng ở giữa sân, gần tường hoa một đống tro tàn ngao ngất. Đó là đồ mã đốt tối hôm qua. Sau mấy buổi huyên náo, sự tĩnh mịch của nơi Tam Thanh càng thấy rõ rệt hơn trước. Ngắm cảnh tẻ ngắt, Ngọc có cảm tưởng buồn rầu như sau mấy ngày Tết Nguyên Đán. Chùa Long Giáng ủ rũ chẳng khác một cô con gái thôn quê trong ba hôm Tết thắng bộ cánh đẹp, rồi hết Tết lại cởi ra mà mặc bộ quần áo nâu sòng. Ngọc ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn, hồi nhớ đến câu chuyện tối hôm qua. Sau khi rời chỗ đàn chay, chàng ra đường, đi lang thang mãi đến 1-2 giờ sáng mới trở về chùa. Đi đâu? Chàng cũng chẳng biết đi đâu và cũng chẳng định đi đâu, chỉ cốt vắng chùa trong một thời gian khá lâu để chú Lan ngờ vực mà thôi. Vì nay chàng đã yên trí, chàng đã chắc chắn rằng chú là gái cải Nam Trang. Ôm lại các việc xảy ra, những sự mắt thấy tai nghe, từ dáng điệu, nước da, lời nói, cho tới những ý tứ giữ gìn, khép nép, Ngọc không còn thể nào cho rằng chú tiểu xinh xắn kia là trai được nữa. Chàng mừng thầm sung sướng và hy vọng. Cánh cửa khẽ đẩy, chú Lan rón rén bước vào phòng, nét mặt nghiêm trang. Chú đặt một bao chè tàu xuống bàn, nói: "Cụ truyền biếu ông bao chè để ông xơi nước, chè này của bà Hàng cúng cụ hôm qua." "Chú bạch cụ hộ tôi rằng tôi xin đa tạ cụ nhé, ý hẳn cụ cũng biết tôi có cái ấm cồn." "Ông để chúng tôi hầu cũng được, càng chi lại phải đun nước lấy." Ngọc mỉm cười nhìn Lan: "Ấy vì tôi sợ làm phiền chú nên tôi viết giấy về nhà xin gửi lên cho đủ thứ. À, ra bữa nọ anh người nhà mang lên ở trong bồ đấy." "Chính phải, tôi thấy có cả quyển Kiều và quyển Phật giáo Đại Quang nữa." Ngọc mừng rỡ vội hỏi: "Chú biết quốc ngữ?" Lan điềm nhiên: "Vâng, chữ quốc ngữ dễ học, chỉ độ 20 hôm là đọc được, làm gì mà không biết." "Ồ, thế thì hay quá nhỉ." Ngọc nghĩ đến việc đương dự định, buộc miệng nói ra câu ấy, nhưng Lan lại hiểu theo một cách khác, nên trả lời: "Đời bây giờ ai không biết quốc ngữ? Lạ, sao ông cứ nhìn tôi, ông cười vậy?" "Chú à, tôi đừng nghĩ đến chú thì thấy chú vào. Tôi cho rằng tư tưởng đôi ta có liên lạc với nhau, nên chúng ta mới có thể viễn cảm tới nhau như vậy. Vì thế nên tôi cười, chú đừng vội giận." "Ông nói những gì tôi không hiểu?" Lan đứng đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi mỉm cười khen: "Cái buồng này ông mới bài trí lại trông đẹp nhỉ?" "Phải, tôi trang hoàng thế để khi chú có bước chân vào trông đỡ bề bộn chướng mắt." Lan hai má đỏ bừng, cúi mặt trả lời: "Ông cứ dạy quá lời, tôi chỉ đáng là đầy tớ ông." Ngọc nói đùa: "A-di-đà Phật", rồi cười khanh khách, khiến Lan xấu hổ cắm đầu chạy thẳng. Rửa mặt xong, Ngọc đem ấm cồn ra đun nước, ngắm lại phòng một lượt và nhớ tới câu khen ngợi của Lan. Ngọc lại mũm mĩm ngồi cười: "Thực ra cái phòng của ta giống như phòng riêng của một sinh viên trường đại học. Mà thực vậy, cái giường mắc màn ren, cái bàn thờ dùng làm án sách, cái án thư trên phủ lá cờ dạ xanh dùng làm bàn viết trông đều sáng sủa sạch sẽ. Khác hẳn hôm mới tới, trong phòng trơ trọi cái giường buông chiếc màn nâu, các tranh ảnh cùng những bức thủy họa của chàng treo ở tường càng tôn vẻ nhã nhặn, âu yếm của gian nhà trai con." Ngọc tự hỏi: "Trang hoàng như thế để làm gì?" Chàng tự hỏi rồi nhếch một nụ cười: "Thôi, ta yêu mất rồi." "Mà chính thế, phải tay thần ái tình mới có cho bài trí một cảnh u ám, buồn rầu, nên cảnh dịu dàng ngộ nghĩnh thật. Lên ở chùa mới biết yêu là có thú vị. Xong chẳng lẽ ta cứ yêu cuồng, yêu bóng mãi, thế thì cũng uổng, thà chả yêu cho xong." Liên tưởng của ý nghĩ tự nhiên nhắc Ngọc ôm lại một câu Kiều, chàng buộc miệng ngâm nga: "Yêu nhau thì lại bằng 10 phụ nhau." "Ừ phải, người ta tu hành, tội nghiệp." Muốn cố giữ cho khỏi nghĩ vơ vẩn, Ngọc lấy quyển sách bàn về đạo Phật của David mà chàng vừa mua tuần lễ trước ra coi. Nhưng mới đọc được vài trang đã chán ngắt, chàng lại gấp sách lại. Bỗng chàng giật mình, mấy giọt nước nóng bắn vào tay. Thì ra ấm nước đặt trên bếp cồn sôi từ bao giờ mà chàng vẫn không biết. Đến cả tiếng nước reo, chàng cũng không nghe thấy. Ngọc xoa tay mỉm cười, lấy ấm ra pha chè. Uống mấy chén liên tâm, chàng thấy tinh thần tỉnh táo,
tâm trí hớn hở và ngắm cuộc đời. Chàng có rất nhiều tư tưởng lạc quan, rồi nghĩ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, lẩn mẩn chàng tự đặt mình vào địa vị từ thức sống trong cảnh động phi lai. Bấy giờ nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh đồi thoai thoải sau chùa, chàng thấy hiện ra nhiều vẻ xinh đẹp, những vẻ xinh đẹp huyền bí. Chàng tưởng tượng dưới đám lá chè lấp lánh, rung động bởi ngọn gió dịu dàng mơn trớn, một cô tiền yểu điệu đưa ngồi mơ màng thầm nhớ tới ai. Chàng mỉm cười, mỉm cười với cảnh vật, mỉm cười với làn không khí bao bọc người yêu. Cúi nhìn xuống cái vườn con bên cạnh cửa sổ, bỗng chàng chú ý và mắt chàng đăm đăm không chớp. Trong hai khoảng tròn đất mới xới, bên cây đại cành khô khan già mốc thết, có hai cây ngọc lan nhỏ mềm mại, ai vừa trồng, mỗi cây ngọn nở một bông hoa trắng muốt. Chàng chú ý đến là vị tâm trí đương bị cái tên Lan đẹp đẽ ám ảnh. Chàng ngây người ngẫm nghĩ, Ngọc Lan, có lẽ thế chăng? Âu yếm mà kín đáo lắm. Chàng thấy lòng phấn khởi, mạnh bạo và chàng chép miệng nói một mình, chà, thì ta cứ thử liều một chuyến xem nào, không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Câu nói có vẻ tuồng khiến chàng cũng phải phì cười. Mà vào hang hổ thì đã lấy gì là nguy hiểm, chỉ có việc đem giấy bút ra viết một bức thư. Bức thư ấy trước kia đã 3-4 lần Ngọc viết rồi, nhưng mỗi lần viết xong chàng lại xé nhỏ vứt đi. Vì một là chàng sợ Lan không biết quốc ngữ, hai là chàng sợ bị cự tuyệt. Lần này thì chàng nhất định quả quyết, liền mở hộp giấy viết thư màu tím, lấy một tờ ngồi viết. Chú Lan. Mới được hai chữ, Ngọc đã chau mày tắt lưỡi xóa đi. Không được, chẳng chú nữa. Chàng liền lấy tờ giấy khác viết lại. Cô Thi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi bắt đầu bức thư của tôi bằng một câu niệm Phật để xin Phật độ trì cho kẻ khổ sở này, như Phật đã độ trì cho hết thảy các chúng sinh. Vì tôi chỉ là một người lạc lối trong rừng người, như một hạt cát bị vùi trong bãi cát sông Hằng Hà. Nhưng cô cũng là một người, cũng chỉ là một người. Dù cô muốn xa lánh cõi tục, dứt bỏ trần duyên, song cái bản tính của con người dễ một lúc mà cô xóa bỏ nổi được. Cái bản tính ấy là tình, là A Di Đà Phật, là ái tình. Ái tình là bản tính của loài người, mà là hạnh phúc của chúng ta. Tôi yêu cô, và nếu tôi đoán không lầm thì cô cũng chẳng ghét tôi, vậy can chi ta lại làm trái hạnh phúc của ta. Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thế để đưa linh hồn chúng sinh tới cõi nát bàn mà hưởng hạnh phúc bất vong bất diệt. Nhưng hạnh phúc của chúng ta chỉ ở ái tình, đó là A Di Đà Phật, đó là nát bàn của chúng ta. Mấy hôm nay tôi đọc quyển Phật giáo, tôi thấy tôi yêu đạo Phật. Tôi yêu đạo Phật thì tôi lại càng yêu cô. Tôi yêu một cách chân thành, tôi yêu trong linh hồn, trong lý tưởng. Cô tha thứ cho, tôi không thể cứ yêu mãi chú Lan, phải cho phép tôi yêu cái linh hồn thật của chú Lan mới được. Cái linh hồn ấy là cô Thi. Cô xem thư mà xét thấu lòng này, thì tức là cô vân ý Phật cứu vớt được một linh hồn đương bị đắm đuối ở cõi nhân gian. Ngọc. Ngọc y phục chỉnh tề, rồi gấp thư cho vào phong bì, bỏ túi ra đi. Lên chùa trên, gặp chú Mộc, Ngọc đột nhiên hỏi, chú Lan đâu? Chú Mộc thấy Ngọc ngơ ngác, tưởng mới xảy ra sự gì. Chú Lan ở vườn sắn sau chùa, có chuyện gì đấy ông? Ngọc chỉ kịp trả lời một tiếng, không, rồi lật đật đi thẳng, khiến chú Mộc ngạc nhiên đứng nhìn theo. Ra tới vườn sắn, vì sắn lá cao mà lại trồng bên sườn đồi, chỗ hiện chỗ khuất, nên đến 5 phút sau, Ngọc lại nghe rõ tiếng sột sạt, mới tìm thấy nơi Lan đứng. Bên cạnh chú ngổn ngang một đống cây sắn nhổ lên còn để nguyên củ, cành và lá. Ý chừng Lan làm việc nhiều nên mệt nhọc, đứng thở, một tay để vào ngực. Ngọc rón rén đến sau lưng, ỡm ờ chào, kìa cô Thi. Lan thong thả quay mặt lại, điềm nhiên trả lời, không, tôi đi mà, cô Thi nào dám vào vườn sắn của chùa. Nói xong chú cười rũ rượi, chảy cả nước mắt, đỏ ửng cả hai má. Rồi lại nói tiếp, A Di Đà Phật, ông muốn gặp cô Thi thì ra nhà cô ấy chứ. Không, cô Thi khác, cô Thi của tôi kia. Lan không để ý đến câu trả lời của Ngọc, nhìn trời nói, mặt trời lên đã cao, phải mang sắn về mới được, chẳng cục quở. Chú liền lấy dây lạc buộc qua quýt lại bó sắn, còn Ngọc thì thò tay vào túi rút bức thư ra, lại ấn bức thư vào, như thế đến 3-4 lượt.
Lan vác bó sắn lên vai chào. Thôi ông ở lại, tôi về chùa. Ngọc nói lúng túng. Được này, sao chú không bẻ lấy sắn đem về? Còn cành lá thì bỏ đi có nhẹ việc không? Cành để trồng và đúng chứ? Lan vừa trả lời vừa bước xuống đồi. Ngọc đi theo như toan níu lại. Thì hãy ở lại chờ tôi rồi cùng về một thể. Lan sợ hãi đặt vội bó sắn xuống đất. Vâng, thì ở lại, nhưng ở lại làm gì mới được chứ? Ở lại ngắm cảnh. Trời nắng còn ngắm cảnh gì? Nắng thì ta ngồi xuống dưới bóng lá sắn. Này cô, Ngọc vừa nói vừa rút bức thư. Này chú. Ông dậy. Hôm nay chắc mát trời. Vâng, chắc mát trời. Hai người lại nhìn vơ vẩn. Ngọc toan đưa bức thư. Chú ạ. Dạ. Sáng ăn ngon đấy chứ? Vâng ngon, nhưng ông để tôi đội về. Chẳng cụ kêu. Chú để tôi mang đỡ. Lan không trả lời, đội bó sắn chạy vùng vụt xuống đồi, để trơ Ngọc đứng lại một mình bâng khuâng. Ngọc chép miệng thở dài, rồi quả quyết lấy bức thư ra, xé làm tư, vứt xuống đất. Về đến cổng chùa, Ngọc gặp chú Lan đi ra, có dáng vội vàng, hấp tấp. Chàng buồn rầu, chẳng thèm chào hỏi. Lan chạy một mạch lên đồi sắn, đến chỗ ban nãy, chú vui cười, nói, đây rồi. Thì ra chú bỏ quên con dao nhọn, dùng để đào và chặt sắn. Bỗng chú đăm đăm cúi nhìn, nói một mình, không biết giấy gì của ông ấy thế này. Ngắm kỹ, Lan nhận ra cái phong bì xé làm bốn mảnh. Trên một mảnh, thấy có hai chữ, cô Thi. Thốt nhiên, Lan lại buộc ra câu hỏi, cô Thi nào? Lan ngồi cặm cụi, chắp lại các mảnh thư ở trong phong bì. Bên thì gió thổi xô xát lá sắn, tiếng kêu lạc sạc. Những mảnh giấy tím chỉ chực bay, Lan phải lấy những viên gạch chặn lên trên. Một lát sau, khi đã đọc xong bức thư, Lan còn thơ thẩn trên đồi. Gió càng thổi dữ, các tà áo Lan bay phấp phới mà tim Lan đập mạnh, như cũng bị sức gió làm sao xuyến. Lan buồn rầu nghĩ ngợi, hai má có ngấn hai hàng lệ. Bỗng tiếng mõ tụng kinh ở chùa đưa tới, một nụ cười kín đáo nở trên môi, Lan thong thả trở về. Qua dãy phòng nhà trai, Lan liếc mắt, thấy Ngọc ngồi ngưỡng cửa tay tì vào má có dáng tư lự. Thoáng thấy Lan, Ngọc khẽ gật chào, nhưng Lan yên lặng rảo bước đi thẳng lên chùa trên. Lan khẽ ẩy cửa rón rén đến gần bàn thờ, nhìn trước nhìn sau, như người mới phạm một trọng tội mà sợ có kẻ biết sắp đem tố giác. Ngửi thấy mùi trầm ngào ngạt, nghe thấy tiếng tụng kinh dịu dàng, Lan tươi cười thở dài, như kẻ ngã xuống sông vừa ngoi lên được mặt nước. Làn không khí êm đềm tịch mịch, bao bọc những pho bụt khổng lồ, nét mặt thản nhiên. Trên bục gỗ, sư cụ khoác áo cà sa, ngồi ngay thẳng như một pho tượng, chỉ hơi mấp máy cặp môi và động đậy cánh tay gõ mõ. Làn đứng sững hồi lâu, nhắm mắt lim dim, hai tay chắp ngực, rồi thong thả, nhẹ nhàng như cái bóng, mon men lại sau lưng sư cụ, ngồi xẹp xuống đất lâm râm khấn. Hết chương 7.